rất là quen thuộc trong yoga còn gọi là tư thế căng duỗi đúng không tất nhiên là ai cũng có thể làm được và hiện tại thì em mẫu em làm rất là đẹp rất là đẹp rồi rất là căng đúng không các bạn nhìn thấy rằng là người rất là trải dài về trước động tác trông rất là mượt trông rất là ngọt ngào đúng không tuy nhiên thì đây chính là những cái bí mật mà cái đoàn bật mí luôn ngay với các bạn nhé chúng ta chỉ cần làm sai một chút thôi một ly là đi một dặm và toàn bộ cái cơ khoeo cái dây chằng gân ở dưới cái khớp, khớp gối của chúng ta này sẽ đứt Tuy nhiên thì không đứt hết đâu, các bạn đừng có lo, nó chỉ đứt một phần thôi. Nó giống như là cái sợi dây này, đứt một phần, rách một phần. Và rồi cái điều gì xảy ra các bạn có biết không ạ? Không bao giờ liền được. Và tập thì nó lại mềm ra và nghỉ một thời gian, nó lại đau. Đau lại tập, tập lại đau, cứ đau lại tập và cuối cùng là càng tập thì càng đau và sợ quá bỏ luôn cái động tác đó hoặc là bỏ luôn môn yoga. Thì điều đầu tiên các bạn lưu ý này, đó chính là cái bàn chân. Chúng ta không nhất thiết phải gập sâu người xuống mà hai cái lòng bàn chân phải xoay thẳng về phía trước nhưng để làm sao có thể xoay thẳng về phía trước xoay kiểu gì thì chúng ta có cái cách là túm lấy cái cạnh ngoài bàn chân này cạnh ngoài bàn chân nhá và kéo nhẹ cái cạnh ngoài bàn chân ra phía ngoài đúng rồi tiếp theo đó hai cái gót chân chạm chặt vào nhau chúng ta có thể túm ở cạnh ngoài bàn chân là ở đây đúng không ở chỗ phía dưới ức ngón chân út đấy rồi lách ra, lách lách lựa và rút dài cuộc sống của mình về trước kéo ở đâu không quan trọng mà quan trọng là kéo ngửa cái bàn chân Nhưng hai bàn chân phải làm sao nhé Xoay hết thẳng về trước Tránh cái trường hợp là chúng ta sẽ làm rách một phần sợi cơ ở phía trong Phía trong cái cơ khoeo của chúng ta là trong, khớp, trong cái khớp gối này Thì Kim Toàn vừa rồi giải thích được đúng không? Bây giờ các bạn hình dung là chúng ta kéo cái sợi dây cao su Chúng ta chẳng hàng, buộc hàng, đúng không? Thì chúng ta kéo cả sợi dây cao su Thì nó sẽ làm sao nhỉ? Giãn cả sợi Nhưng bây giờ chúng ta kéo cái kiểu kéo chéo Thì một, làm sao? Một cạnh trong hoặc cạnh dưới của sợi dây cao su được kéo rất là căng Nhưng cạnh trên này, lỏng, lòng lẻo lòng lẻo đúng không? Các bạn có thấy rằng là Kim Toàn để cái ngón tay mà để cả như này nhá và kéo thì đúng là cả sợi dây đều căng. Nhưng bây giờ Kim Toàn chỉ cho một tí ngón tay mà móc móc còn như này thôi kéo thì cái cạnh trên này có được kéo gì đâu đúng không? Mà cạnh dưới kéo căng quá thì phải đứt đúng không? Và thêm nữa nhá, em có giữ nguyên và thêm nữa này, rất nhiều bạn huấn luyện viên hoặc là bản thân chúng ta tập với nhau nhiệt tình thái quá gọi là nhiệt tình thái quá mà còn nhảy lên đè các bạn có thể ngồi mông trực tiếp lên có thể là đè đè như này chẳng hạn đè 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 và đè hoặc là cũng có thể làm sao nhỉ? đặt cái gối của mình lên ngồi lên như thế này và chụp ảnh check in cái điều này cũng khá là thú vị giúp các bạn có cái cảm xúc nó vui vẻ hơn trong quá trình tập luyện tình cảm chúng ta gắn kết đi lên cái giá trị mà chúng ta nhận được thì thực sự là rất là to lớn tuy nhiên là cái sự nhiệt tình của chúng ta là hơi thái quá các bạn không biết được điều rằng là chúng ta muốn kéo giãn toàn bộ cơ thể của mình nhé thì phải kéo như một cái sợi dây và kéo thật đều bè 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 các bạn hình dung này khi gập xuống như vậy thì toàn thân của chúng ta nó giống như một cái vòng tròn và chúng ta phải kéo giãn từng phần 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 của sợi dây có nghĩa là kéo giãn từ ngón chân út ngón chân cái kéo đến lòng bàn chân kéo đến khớp cổ chân kéo đến khớp khoeo kéo giãn khớp háng kéo giãn tất cả các đốt thắt lưng các đốt xương sống ngực kéo giãn hai ổ khớp vai kéo giãn cả các đốt sống cổ dướn 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 thật dài người về trước có nghĩa là kéo giãn dướn người về trước chứ không phải nhảy lên đè đến huỵch một chút cho nó chạm Điều gì xảy ra nhỉ? Huỵch xuống một cái chạm, tổn thương đánh rắc một cái vào đây. Và Kim Toàn đã gặp rất nhiều huấn luyện viên nhé hoặc là các bạn học viên tự đè cho nhau và rồi rắc một cái. Nhưng kết quả cuối cùng đấy, liệu các bạn có dẻo được như Kim Toàn không? Thì Kim Toàn có thể làm một cái mẫu để các bạn xem nhá. Các bạn xem nhá. Kim Toàn không hề gặp mà rút nhá, rút thật dài người về trước. Và cái điều cuối cùng là cái ngón chân, tôi mồm chọn được vào ngón chân. Đúng không? Đó. Cái miệng của mình chạm với tận ngón chân. Thì ở đây em có thể ngẩng đầu lên một chút xíu rồi em có thể dướn còn cách tầm khoảng 10 15 cm nữa thì cứ mỗi ngày một chút nó lại giãn ra một chút đốt sống của chúng ta dài ra một chút dài ra một chút và rồi cái điều tuyệt vời đến chậm rãi nhưng lại lợi ích rất là lâu dài và đặc biệt là không bị tổn thương đốt thắt lưng tránh trường hợp đập nhiệt tình quá và lại hỏng cả đốt thắt lưng rồi rất là tuyệt vời cảm ơn em rất là nhiều Kim Toàn cũng có rất nhiều những cái khóa học đặc biệt, đặc biệt là khóa đào tạo huấn luyện viên yoga. Ngay sau đây Kim Toàn sẽ chia sẻ luôn cùng với các bạn nhé và để kim toàn có cơ hội giúp đỡ các bạn có thể làm tốt cái chuyên môn của mình cũng như tập luyện để đạt được cái hiệu quả tối ưu cho sức khỏe và sắc đẹp. Thì trong khóa đào tạo huấn luyện viên yoga trị liệu của Kim Toàn. Kim Toàn đã viết rất đầy đủ toàn bộ gần 20 năm lao động và làm việc trong công việc chăm sóc sức khỏe chủ động, cụ thể là bộ môn yoga và Kim Toàn đã tổng kết lại toàn bộ trong cuốn sách này. Ngoài ra thì khóa đào tạo huấn luyện viên yoga không chỉ dừng lại các kiến thức chuyên môn mà còn có thêm các kiến thức về dinh dưỡng, các kiến thức về những cái bài tập rất là đặc biệt phù hợp cho từng lứa tuổi, từng tình trạng cụ thể bệnh lý và hơn tất cả nữa, đó là thay đổi những cái thói quen xấu đã lạc hậu và bổ sung vào đó bằng những cái thói quen lành mạnh. Các bạn có thể hoàn toàn nhắn tin inbox với Kim Toàn và Kim Toàn có thể giúp các bạn đạt được những cái điều mà các bạn đang thiếu đang vướng đang mắc và một lần nữa kim toàn rất mong có thể gặp được các bạn ở trong khóa đào tạo huấn luyện viên yoga cùng với kim toàn các bạn nhắn tin inbox comment vào trong video của kim toàn để được huấn luyện viên yoga của kim toàn cùng các bạn support hỗ trợ cảm ơn các bạn rất là nhiều rất là vui khi được gặp lại các bạn ở trong khóa đào tạo huấn luyện viên yoga cùng với kim toàn